nhan sắc băng thanh ngọc khiết lôi cuốn của Địch Đại Nhật Ba. Cùng với Dương Mịch, Địch Đại Nhật Ba là hai ngôi sao hoa ngữ duy nhất góp mặt trong danh sách mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất 2022 của tạp chí Zootopia Magazine. Mới đây, tạp chí Zootopia Magazine đã công bố danh sách 10 nữ nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất 2022. Trong đó, làng giải trí hoa ngữ góp mặt hai mỹ nhân Dương Mịch và Địch Đại Nhật Ba. Trong đó, mỹ nhân Tân Cương, Địch Đại Nhật Ba đứng ở vị trí thứ 5. Cô được khán giả khen ngợi vì gương mặt xinh đẹp thanh tú, khuôn miệng xinh xắn. Trong làng giải trí hoa ngữ, nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng được xem là ngôi sao có nhan sắc nổi bật và thu hút. Bên cạnh gương mặt đẹp, hút ống kính, thân hình cân đối thanh mảnh của Nhật Ba cũng giúp cô luôn tỏa sáng trong mọi sự kiện, cân mọi phong cách thời trang. Đây là hình ảnh mới nhất của Nhật Ba được công ty quản lý chia sẻ. Cô nàng sở hữu gương mặt lai xinh đẹp, vóc dáng vô cùng gợi cảm. Địch Đại Nhật Ba thuộc sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ Trung Quốc cùng đoàn chị Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Từ năm 2019, sự nghiệp của mỹ nữ Tân Cương có sự thăng hạng đáng kể khi cô xuất hiện phủ kiến các trang báo, là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện tại Trung Quốc. Hiện tại, người đẹp là đại sứ khu vực châu Á Thái Bình Dương của nhiều nhãn hàng cao cấp, nhờ độ nổi tiếng và nhan sắc cuốn hút. Tại các sự kiện, Nhật Ba luôn ưu tiên các thiết kế thanh lịch gợi cảm, tôn dáng. Hình ảnh xuất hiện tại các sự kiện hay các ấn phẩm thời trang của Nhật Ba luôn nhận được cơn mưa lời khen. Năm 2022, dự án mang tên Ngũ Sao Kỷ của Nhật Ba và Nhậm Gia Luân ra mắt khán giả. Trong phim, Địch Đại Nhật Ba đóng vai Kỷ Vân Hòa, một cô gái làm nhiệm vụ thuần phục yêu quái có năng lực, thông minh và quyết đoán. Cô chấp nhận hy sinh vì tình yêu dành cho trưởng ý Nhậm Gia Luân. Hiện tại trong năm 2022, Nhật Ba còn một dự án phim cổ trang đã quay xong và đang trở lên sóng là An Lạc Truyện. Trong phim, cô hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh Cung Tuấn. Mới đây, một số tạo hình của Nhật Ba trong phim đã được đăng tải và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!